vui. À, vui nhất là được quen với các bạn. Đặc biệt là bạn Thủy. Cuối cùng rồi thì mình cũng chỉ đặt là bạn tốt hơn. Có thể là từ đây đến khi đại học thì không gặp được hai bạn nữa. Nhưng mà mình cũng mong hai bạn đỡ rất là cao trong kỳ thi của mình. Và đặc biệt xin chúc tất cả các bạn đôi thi tốt trong kỳ thi tốt nghiệp đại học tới. Có bạn bè không? Đây cũng là bạn.